Kinh số 24, Khởi Thế Kinh, quyển 1. Phẩm 2, Châu Uất Đơn Diệt 1. Chư tỳ kheo, Châu Uất Đơn Diệt có vô lượng núi. Trong các núi ấy có vô lượng cây. Cây ấy tươi tốt, tỏa các mùi hương. Hương ấy xông khắp nơi, khắp nơi. Châu ấy sanh các loại cỏ đều màu xanh biếc, xoay phải uyển chuyển như lông khổng tước. Hương thơm giống như hoa bà sư ca, chạm vào mềm mại như áo ca chiên liên đề ca. Dài bằng 4 ngón tay, chân giảm lên thì nằm xuống, dở chân lại như cũ. Riêng có các cây trái nhiều màu, cây có thân, lá, hoa, quả, tỏa các hương thơm, hương ấy xông khắp. Các loài chim mỗi tự hót, âm thanh hoa nhã, âm ấy di diệu. Trong các núi ấy, có các dòng sông rẽ thành trăm nhánh, xuôi dòng chảy xuống, từ từ êm ả. Chẳng chậm, chẳng nhanh, không có sóng gợn, bờ sông chẳng sâu, cạn bằng dễ lội, nước sông trong vắt, các hoa phủ trên, rộng nửa do tuần, nước chảy đầy khắp. Hai bên bờ các dòng sông, có các rừng mọc dọc theo sông, cành lá rậm rạp, có các loài hoa thơm, các thứ quả, cỏ xanh phủ khắp, các loài chim đều hót. Lại ở các bờ sông ấy, có các thuyền đẹp, trang trí bằng đủ màu sắc, đẹp đẽ khả ái, toàn là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, vân vân, bảy báo tạo thành. Chư tỳ kheo, Châu Uất Đơn Diệt đất đai bằng phẳng, không có các loại gai gốc, rừng sâu rậm, hầm hố, nhà xí, phân uế bất tịnh, soại đá, ngói gạch, toàn bằng vàng bạc. Thời tiết điều hòa, không lạnh, không nóng, đất thường nhuận ướt, cỏ cây phủ khắp. Các cây rừng lá cành luôn tươi tốt, hoa quả đầy cành. Chư tỳ kheo, Châu Uất Đơn Diệt lại có rừng cây tên là An Trụ, cây ấy đều cao 6 cu lô xà. Một cu lô xà 5 lý, lá dày chồng chất, thứ lớp nối nhau như tranh lợp nhà, giọt mưa không lọt. Người ở cõi ấy cư trú dưới cây. Có các cây hương cũng cao 6 cu lô xà, hoặc có cây cao 5 cu lô xà, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Cây thấp nhất cao nửa cu lô xà, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Trên các hoa này tùy tâm phát ra các mùi thơm, lại có cây kiếp ba sa, cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Cây nhỏ nhất, nửa cu lô xà. Tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả tự nhiên trồi ra đủ các thứ y phục, treo nơi cây. Lại có các thứ cây anh lạc, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả, tùy tâm tuôn ra các thứ anh lạc, treo thòng xuống. Lại có cây mang, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ tràn qua, treo ở nơi cây. Lại có cây khí, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ đồ dùng, treo ở nơi cây. Lại có đủ các loại cây ăn quả, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, đều có cành, lá, hoa, quả. Từ nơi cành cây ấy, tùy tâm phát ra các loại quả ở trên cây. Lại có cây nhạt, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà. Như vậy, nhỏ nhất cao nửa cu lô xà, cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ nhạc cụ, treo ở nơi cây. Đất cõi ấy lại có gạo thơm tự nhiên, chẳng cày, trồng, tinh khiết, trắng trẻo, không có vỏ. Khi muốn nấu ăn, có các quả tên là đôn trì, dùng làm chỏ, giạc, đốt bằng lửa ngọc,
chẳng cần than, củi, tự nhiên phát lửa, tùy theo ý muốn, làm chín các thức ăn. Thức ăn đã chín rồi, thì lửa ngọc mới tắt. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt, bốn mặt chung quanh có bốn ao nước. Ao ấy tên là A Nậu Đạt Đa, mỗi cái đều rộng dài 50 do tuần. Nước ao mát lạnh, êm ả ngọt ngào, thơm sạch, không đục. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, bao bọc chung quanh, 7 lớp lưới chuông treo rủ chung quanh, lại có 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc bốn phía, nhiều màu khả ái. Tất cả đều do 7 báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Ở bốn phía ao, mỗi đều có bờ thềm, mỗi bờ thềm cũng do 7 báo tạo thành, màu sắc tươi đẹp. Lại có các hoa, hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà, hoa bôn trà lợi ca, vân vân. Xanh, vàng, đỏ, trắng và màu xanh ngọc bích. Mỗi hoa lớn như bánh xe, mùi thơm chan hòa, di diệu tuyệt vời. Lại có các cọng lớn như trục xe, bẻ ra nhựa chảy, màu như sữa. Ăn thì ngon ngọt, vị nó như mật. Chư tỳ kheo, bốn phía của ao A Nậu Đạt Đa có bốn sông lớn, rộng một do tuần. Các thứ hoa phủ kín, nước sông bình lặng, chảy thẳng không uốn khúc, chẳng nhanh chẳng chậm, chẳng có sóng ngồi dỗ mạnh ập bờ. Bờ sông không cao, băng cạn dễ vào. Hai bên bờ các sông có các rừng, cành giao nhau bóng rợp, tỏa các hương thơm. Có các loại cỏ mọc bên cạnh, màu xanh mềm mại, uyển chuyển xoay bên phải. Dần dần nói lượt cho đến cao bằng bốn ngón tay, chân giảm xuống thì nó rạp theo, dở chân thì trở lại như cũ. Cũng có các loài chim phát ra các thứ tiếng. Ở hai bờ sông lại có các thuyền nhiều màu khả ái, cho đến xa cừ, mã não, dân dân, bảy báo đóng thành, chạm vào mềm mại như áo, ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt thường vào nửa đêm từ trong bốn ao A Nậu Đạt Đa khởi lên mây rất dày, che phủ khắp nơi. Châu Uất Đơn Diệt và các núi biển đều bị che phủ, sau đó mới mưa nước tám công đức như sữa cẩu ngưu đổ xuống. Mưa ngập bốn ngón tay, ngay chỗ nước mưa rơi xuống, liền thấm vào đất, chẳng chảy lan ra. Vào lúc nửa đêm, mưa tạnh, mây tan, bầu trời trong vắt, từ biển nổi gió, thổi vào mát mẻ. Trong lành êm dịu, chạm vào khỏe khoắn, thấm nhuận châu Uất Đơn Diệt, khắp nơi được điều hòa, màu mỡ tốt tươi. Như người sâu tràn hoa khéo tay và đệ tử ông ta đã làm xong tràn hoa, dùng nước rảy lên, tràn hoa kia được tưới tươi sáng rực rỡ. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt, đất đai thường thấm nhuận, tươi sáng màu mỡ, cũng lại như vậy, như thường có người dùng dầu tô thoa lên. Chư tỳ kheo, châu Uất Đơn Diệt lại có một cái ao tên là Thiện Hiện. Ao ấy rộng dài 100 do tuần, mát mẻ, nhu nhuyễn, trong sạch, không đục, thêm gạch bảy báo, cho đến củ sen, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, phía đông ao Thiện Kiến lại có một khu vườn, cũng tên là Thiện Hiện. Vườn ấy rộng dài 100 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Hàng cây đa la cũng có 7 lớp bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái, cho đến đều là xa cừ, mã não, vân vân, 7 báo tạo thành. Mỗi hướng đều có các cửa, ở mỗi cửa đều có thành bảo vệ, nhiều màu khả ái, cũng dùng 7 báo, vàng, bạc, lưu ly, san hô, xích châu, xa cừ, mã não, vân vân, tạo thành. Chư tỳ kheo, vườn Thiện Hiện ý bằng phẳng đẹp đẽ, không có gai gốc, gò đống hầm hố, sỏi đá, ngói gạch nhà xí và các vật tạp uỷ, vân vân. Chỉ có nhiều vàng bạc, các thứ châu báu khác. Khí hậu điều hòa, không lạnh không nóng, thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy. Cây lá tốt tươi, hoa quả đầy cành, có các thứ hương, theo gió ngát thơm. Lại có các loài chim lạ, thường phát tiếng hay, hòa nhã trong trẻo. Có cỏ màu xanh uyển chuyển xoay phải, mềm mại nhỏ láng như lông khổng tước. Mùi thơm giống như hoa bà lợi sư, chạm vào như chạm áo, ca chiên lân đề ca. Dùng chân giẫm lên, theo chân rạp xuống. Lại có các cây, cây ấy có gốc, thân, hoa, lá, quả đều tỏ mùi thơm, xông khắp mọi nơi. Chư tỳ kheo, trong vườn Thiện Hiện cũng có rừng cây tên là An Trú.
cây đều cao 6 cua lô xà, lá dày che kín, nước mưa không lọt, thứ lớp như dãy cá, như tranh lợp nhà, mọi người đều cư trú dưới đó. Lại có cây hương, cây kiếp ba sa, cây anh, cây mang, cây khí, cây quả. Tự nhiên lại có gạo thơm chín thành cơm, thanh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, dường thiện hiện ý, không ngã, không chủ, cũng không canh gác. Người uất đơn diệt khi muốn vào giường này, tự tại vui chơi, hưởng các thú vui, thì dưới bốn cửa ý, tùy ý muốn vào cửa nào cũng được. Vào giường ấy rồi vui chơi tắm rửa, thoải mái hưởng lạc, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tự tại tùy ý. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía nam ao Thiện Hiện, lại có một giường tên là Phổ Hiền. Giường ấy dài rộng 100 do tuần, có 7 lớp lan can, vân vân bao bọc chung quanh. Cho đến, vân vân, cơm chín tinh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, giường Phổ Hiền này cũng không canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong giường Phổ Hiền, tắm rửa, vui chơi, hưởng khoái lạc, thì theo bốn cửa của nó, tùy ý mà vào, vào rồi tắm rửa, vui chơi thỏa thích. Đã thỏa thích rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên phía tây ao Thiện Hiện lại có một giường tên là Thiện Hoa. Giường ấy rộng dài 100 do tuần, 7 lớp lan can bao bọc chung quanh. Nói lượt, vân vân, cho đến như giường Thiện Hiện, không có khác, cũng lại không có người canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong giường Thiện Hoa, tắm rửa, vui chơi, hưởng khoái lạc, thì theo bốn cửa của nó, tùy ý mà vào, vào rồi tắm rửa, vui chơi hưởng lạc. Hưởng lạc rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía bắc ao Thiện Hiện lại có một giường tên là Hỷ Lạc, rộng dài phẳng 100 do tuần, cho đến không có người canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong giường Hỷ Lạc tắm rửa, vui chơi, hưởng khoái lạc, thì từ bốn cửa ý, tùy ý mà vào. Vào rồi tắm rửa, vui chơi, hưởng lạc, đã hưởng lạc rồi, muốn đi thì đi, muốn ở liền ở. Lược nói như giường Thiện Hiện trước, vân vân. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía đông ao Thiện Hiện, tiếp theo giường Thiện Hiện, ở khoảng đó có sông tên Dị Nhập Đạo, từ từ xuôi dòng không có sóng ngòi, không chậm không nhanh. Các loại hoa phủ đầy, rộng 20 do tuần rưỡi. Chư tỳ kheo, sông Dị Nhập Đạo ở trên hai bờ sông có các thứ cây, cành lá, rậm rạp, tỏa mùi thơm xông khắp vùng ấy. Có các thứ cỏ mọc, vân vân, lược nói cho đến, vân vân, chạm vào mềm mại như áo ca chiên lân đề ca. Cao bằng bốn ngón tay, lấy chân đạp lên, theo chân lên xuống, hoặc đứng hoặc nằm. Lại có các thứ cây ăn trái nhiều màu, cành lá, hoa quả đều đầy đủ. Cũng có các mùi thơm xông khắp, các thứ chim lạ cùng nhau ca hót. Hai bờ sông ấy có các thuyền đẹp, nhiều màu khả ái, do bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, vân vân tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt nên ở phía nam ao Thiện Hiện có một sông lớn tên là Thiện Thể, từ từ xuôi dòng, vân vân, lược nói, vân vân, đều như sông Dị Nhập Đạo. Chỗ này có các thứ rừng cây cùng với sông trên không khác. Cho đến vân vân, các thuyền, các sắc tạo thành, mềm mại giống như áo ca chiên lân đề ca. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.